Rồi, chào mừng mọi người đã trở lại kênh YouTube của mình nha các bạn. Kênh YouTube về ngành điện, điện tử. Thì mình chia sẻ mấy cái đồ gì liên quan đến điện tử, điện công nghiệp vào cho các bạn xem nha các bạn. Thì hôm nay mình chia sẻ cái món dân dụng xài trong gia đình. Thì cũng là rất tiện lợi cho các bạn xem. Thì các bạn nhìn màn hình, đây là cái đèn đội đầu. Đây là đèn đội đầu mình mua. Thì đèn đội đầu này nó xài bản của nó là nó xài bằng pin 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 ngó đó, pin sạc không sạc được. Ở trong đó là mình lắp vô ba cục. Thì mình xài pin này thì nó với tình hình mà hiện nay á, thì mình xài pin này với tình hình mà điện hiện nay có điện 220 á, mình xài pin này nó hao tiền hơn. Và mình chuyển qua mình xài mấy cái nguồn pin sạc đi. Nó hết thì mình sạc thôi. Pin này dành cho những chỗ mà chưa có điện lưới thì mình xài được. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn xem là mình sẽ tiến hành là mình bỏ cái chế độ pin pin đó và mình làm bằng cái cục pin sạc, chế ra cục pin sạc để mình xài tốt rất là lâu. Để đội đầu mình coi hết thì mình chỉ cần sạc thôi. Đèn này mình xài rất là nhiều. Mình làm không cần ai phải gọi đèn pin cho mình hết. Mình tự động mình gọi, treo đeo cái sợi dây vô và mình đội lên đầu mình coi thôi. Thì trong cái này nó có cái con điện trở nữa kìa. Đó mà nó có một cái giắc sạc. Cái này là mình đã câu cái giắc sạc vô rồi các bạn. Không, cái này để coi. Cái này nó có giắc sạc. Nó có cái giắc đó là, để mình ghim vô đặng mình xài không pin, chế độ mà xài không pin á. Rồi bây giờ thì mình bỏ cái đồ đựng pin đó và mình thay thế bằng cái cục pin này là pin điện thoại. Và các bạn hàng hai mối điện ra là hai mối cộng trừ nha các bạn. Pin này nguồn của nó là 3.6V, pin chuẩn của điện thoại đó. Thì với dung lượng mà cục pin ba lớn đó thì mình đốt đèn rất là lâu. Trong cái đèn đó thì nó có cái công tắc, nút nhấn và cái chui cổng sạc sẵn. Thì mình chỉ cần mình kết nối song song với cái pin vô thôi. Bây giờ mình sẽ đo cái cục pin coi ampe nó lên bao nhiêu. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ pin nha. Các bạn nhìn đồng hồ nè. Đồng hồ kỹ thuật số digital nên là nó sẽ hiện theo số volt. Đây. Thấy nó nghiêng, nó chế độ nghiêng các bạn thấy không có rõ. Mình đang đây là chế độ xoay chiều, một chiều mới đúng. Rồi cộng màu đen, cộng màu đỏ, đen một trừ. Rồi mình đo được áp này phải 3 chấm mấy. Lên 4.13V khi không có tải các bạn, có tải sụt xuống còn chuẩn 3.7. Rồi pin này đã sạc rồi nha. Rồi pin đã lên. Nó cũng nhảy 4.14V nha các bạn. 4.13V. Bốn trăm mười ba volt này, đó cố định luôn. Rồi bây giờ mình sẽ qua đây mình chế cái đấu điện. Thì ngoài nguyên tắc song song thì mình chỉ cần đấu cái nguồn pin đó, mình đấu song song vô cái đèn thôi, cấp nguồn cho đèn thôi, và mình được nhắc bởi cái công tắc đó là xong. Còn cái cổng chui đó thì mình đấu mình ghim sạc vô cho cục pin, thì cái hai sợi dây của cái chui sạc đó song song vô cục pin luôn là xong. Cái nào hết pin thì mình ghim cái chui đó mình sạc. Rồi chỗ này là mình tính hàng và lắp cục pin ngay đó đó. Thì mình hàng của mình khoan lỗ mình rút chi rút lại.
rút dây rút lại, khoan lỗ rồi rút. Rồi sau khi mình đã khoan và rút dây rút lại gọn gàng thì nó gì đó các bạn. Cái này mình đã chống rồi đó, không có ghim cái kia vô xài nữa, bỏ chống rồi. Bên này thì mình đã đấu dây điện như hồi nãy mình đã nói, là song song với đèn, và cái chui đó cũng song song với cục pin. Thì công tắc thì mắc nói tiếp là nó và sẽ sáng đó. Rồi các bạn xài vô tư luôn các bạn, lâu hết lắm. Đó, bây giờ khi mà các bạn cần sạc á, thì ghim cái chui vô sạc thôi. Đèn này xài lâu hết pin. Nó cái chui sạc đó. Chui sạc đó là những chui sạc tại phổ biến của cái đèn sạc. Chui phổ biến luôn. Rút chi rút lại ghê cục pin gọn gàng ha. Khỏi cần xài cái pin kia nữa nha bạn. Cái đèn này mình mua cái loại đèn nó cũng tốt mà, nên là cái các bạn nhìn thấy cái chá của nó chiếu xa. Mà đèn này là đèn led chứ không có đèn sẽ đốt, nên là mình cũng không lo vấn đề là pin, tại vì led nó nhẹ điện hơn sẽ đốt mà mình đốt rất là hao pin. Nhưng mà với công nghệ ngày nay thì sẽ đốt, các bạn đốt là cần khi mình làm những gì mà gõ gàng á, viết chữ hay gì đó thì sợ đốt nó sẽ im hơn. Nhưng mà với chiếu sáng từ xa, chiếu sáng này kia mình không cần phải là sợ đốt hao điện lắm rồi. Rồi sản phẩm đã hoàn thành nha các bạn, thấy các bạn thấy gọn gàng không, chỉ cần đem qua sợi dây vô nữa là được rồi. Và có một cái đầu sạc. Cái đèn này mua về á, là nó có cái đầu ghim nó sẵn. Nhưng mà đầu ghim đó là mình xài khi không có pin á, mình ghim cái đó vô là mình xài trực tiếp qua điện. Còn mình muốn đem đi đâu thì mình gắn ba cục pin kia vô. Còn cái này mình chế là mình tháo pin kia ra và mình gắn cái pin sạc vô. Mình đốt lâu hết. Chế lại không có xài những cục pin con ó nữa. Thậm chí giờ mấy cái xe điều khiển, máy bay từ xa rồi, mấy cục pin nhỏ nhỏ đó, nó cũng có bán mấy cái chế độ mà pin sạc đó các bạn. Các bạn chỉ ghim vô là sạc. Nó cũng là dạng pin tiểu vậy nha, nhưng mà pin sạc. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình.